năm 2017, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với năm 2016, tai nạn giao thông năm 2017 giảm cả về số vụ, giảm 1.509 vụ, tức giảm 6,99%. Số người chết giảm 406 người, tức giảm 4,67%. Số người bị thương giảm 2.240 người, tức giảm 11,62%. Năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 18.232 vụ tai nạn giao thông, làm 8.125 người chết, 5.124 người bị thương và 9.070 người bị thương nhẹ. So với năm 2017, năm 2018, tai nạn... Hà Nội Buýt xin kính chào quý khách. Tuyến xe buýt BRT giờ cao điểm. Người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai. Ghế ngồi đều được nhường cho những người lớn tuổi. Xây dựng văn hóa xe buýt. Hành động này như một phản xạ tự nhiên của những người trẻ. Ngoài những việc tốt như là nhường ghế cho người già trẻ nhỏ thì những người trên xe buýt thường không chen lấn xô đẩy, rất là có trật tự văn minh. Những cái đó đã thành thói quen thường lại ở trên xe buýt, là không chỉ ở trên nội thành mà ra cả ngoại thành nó cũng như vậy. Trường em được các thầy cô dạy cho những kiến thức để tôn trọng các, ví dụ đây là phần dành cho người bị bệnh tật hay gì đó. Và hôm nay đi đường ô tô rất là đông, nhưng mà rất là may mắn là các bạn trẻ đã nhường ghế cho những người cao tuổi. Nói chung là rất là sống rất là văn hóa. Mình cũng thấy ý thức của thanh niên bây giờ cũng khá tốt, họ cũng biết nhường chỗ cho người lớn tuổi. Vài năm trước đây, những hình ảnh như thế này không hề hiếm gặp. Nay, khi những phương tiện công cộng được đầu tư hiện đại, ý thức người dân cũng được nâng cao, hình thành nên nét văn hóa xe buýt. Cái việc chen lấn xô đẩy trên xe buýt thì đã không còn giảm. Và tới đây khi chúng ta có những hệ thống văn minh hơn thì có cái nền nếp như xếp hàng lên xe buýt nó cũng sẽ được hình thành. Thứ hai là cái ứng xử với nhau của những hành khách trên xe buýt. Cái việc nhường nhịn giữa người trẻ với người già thì cũng đã được hình thành. Hiện nay có thể nói là hình ảnh khá phổ biến trên xe buýt Hà Nội rồi. Và trên xe buýt hiện nay thì nó có những cái thông tin nó được cung ứng một cách rất là rõ ràng cho hành khách, để tạo ra một cái môi trường nó được rõ ràng, văn minh. Ngày ngày, những tuyến xe buýt vẫn nối dài để phục vụ hành khách. Nó không chỉ giúp thành phố Hà Nội nâng cao năng lực vận tải công cộng, mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông của thủ đô. Trái ngược với những hình ảnh đẹp, thì hàng ngày trên mỗi con đường của thủ đô vẫn xuất hiện những hành vi giao thông không đẹp. Chúng đã là hình ảnh không còn xa lạ. Giờ cao điểm, ngã tư Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển. Xe buýt BRT chôn bánh trong tuyến đường dành riêng cho mình. Đường tắc, vỉa hè biến thành lòng đường. Khi vỉa hè cũng tắc, thì đường ngược chiều cũng thành xuôi chiều, lấn vạch, vượt đèn đỏ. Theo tôi biết thì là đấy, bây giờ ở đây thì đường xá thì nó đông đấy, ngã ba ngã bảy nhiều, xe máy cứ lung tung kìa, rẽ ngang rẽ ngửa các kiểu. Ở dưới này nó vướng cái chung cư, đường ra vào thì nó cũng tắc suốt và hầu như ngày nào cũng tắc. Chứ còn bây giờ là ý thức của người dân, người ta không có mấy, người ta tràn hết cả lên, tất cả các đường điểm ấy, tràn hết lên rồi. Thì đơn giản là dẫn đến tắc đường thôi. Không có đủ cái đường để cho xe máy đi, cho nên họ phải đi lên trên vỉa hè. Còn nguyên nhân chủ quan nữa là vì cũng là cái ý thức của người dân của chúng ta vẫn còn chưa được tốt. Không chỉ là những hành động không đẹp, mà trong thời gian qua, nhiều vụ va chạm giao thông rất nhỏ nhưng cuối cùng lại trở thành một vụ án. Chỉ bởi sau va chạm, dù chưa thấy thiệt hại nhưng điều hiển hiện là những hành vi bạo lực của những người trong cuộc. Đầu năm 2017, ông Hoàng Tiến Vin ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đi xe mô tô 3 bánh, có va chạm nhẹ với một ô tô.
Sau đó ông Vin bị hai người đàn ông trên ô tô hành hung đến mức gãy xương bả vai, qua giám định tổn thương 21% sức khỏe. Kết quả của vụ hành hung là mức án hơn 2 năm dành cho hai đối tượng kể trên. Còn với ông Vin, vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh lần va chạm ấy. Va chạm giao thông, nó có chuyện ngoài đường, nó là cái bình thường. Mà cuối cùng đánh đấm, hai bên đều nói khổ. Là người trực tiếp xử lý vụ việc của ông Vin, Trung tá Trần Chí Dũng, trưởng công an huyện Trường Mỹ cho rằng hàng ngày có nhiều vụ va chạm, nhưng dẫn tới ẩu đả, va chạm là từ tính cách người tham gia giao thông. Nếu các bên đều có mong muốn giải quyết một cách thiện chí, văn minh, thì sự việc sẽ kết thúc một cách đơn giản. Quá. Do vậy là khi mà xảy ra các cái va chạm, người ta không đủ bình tĩnh và thương lượng với nhau để mà cùng nhau giải quyết, thì nó sẽ không xảy ra cái đáng tiếc. Làm chủ tốc độ là câu nói quen thuộc nhắc nhở mỗi chủ phương tiện để có những lộ trình an toàn. An toàn ở đây không chỉ là của chính người điều khiển phương tiện, mà là an toàn của gia đình, cộng đồng. Thời gian qua, không ít những tài xế do ý thức kém mà đã gây ra những hệ quả đau lòng. Ngày 24 tháng 9 năm 2015, chiếc xe container chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ huyện Bình Chánh về khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Tân Phú, quận 7 thì chuyển làn và bất ngờ tông vào nhiều xe đang chờ đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn làm 3 người đi trên xe máy bị thương nặng và làm hư hỏng nặng 2 xe máy, 1 ô tô 4 chỗ. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, xe container mang biển kiểm soát 51R01314 lưu thông trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bất ngờ xảy ra va chạm cùng lúc với 2 xe gắn máy, sau đó đâm thẳng vào nhà người dân bên đường, làm chết 1 người, 5 người khác bị thương nặng. Ngày 30 tháng 7 năm 2018, trên quốc lộ 1 đoạn qua Uất Lũy thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xe khách mang biển kiểm soát 75B00521 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam và chạm với xe container lưu thông chiều ngược lại, khiến 13 người chết và 4 người bị thương. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, tại km 676 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xe container biển kiểm soát 38C11083 đối đầu xe tải 12C06545 khi lưu thông với tốc độ cao khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2019, xe container đến đoạn qua ngã tư Bình Nhật, huyện Bến Lức, Long An đã tông vào 21 xe máy đang chờ đèn đỏ, khiến 4 người chết và 20 người bị thương. Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp từ xe container trong thời điểm gần đây khiến nhiều người không khỏi lo sợ. Nhiều năm qua, ngôi nhà của ông Ánh thuộc đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh luôn rung lên theo từng đợt mỗi khi những chiếc xe container nào lao qua. Ông cũng không nhớ rõ mình đã chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn do container gây ra. Cứ khoảng đường là đều có tai nạn chết người hết á. Một phần do tài xế chủ quan chạy, rồi một phần là do cái người mà đi họ vội vã chen lấn nhau, để té xuống rồi xe nó không xử lý kịp, rồi nó cán lên. Cũng theo ông Ánh, từ ngày cảng Phú Hữu đi vào hoạt động, lượng xe tải, xe container tăng đột biến. Có những tháng ở đây xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Cũng ngay tại vòng xoay Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe container. Nguyên nhân do không giữ khoảng cách nên 2 xe đã va quẹt vào nhau. Đường này chạy xuống thì xe công hai bên nó chạy là ép cứng nhắc. Dân đi chiều về nó cũng sợ nữa. Cho nó vắng quá, dám đi, ra đồng quá. Không thể phủ nhận những lợi ích của container trong việc vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu các tài xế container tiếp tục xem nhẹ sự an toàn của chính mình và người đi đường, chưa thực sự nâng cao ý thức và văn hóa trong quá trình điều khiển phương tiện, thì những vụ tai nạn thương tâm do loại phương tiện này gây ra sẽ chưa thể dừng lại. Sau vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc tại Long An, có lẽ sự bất an, lo lắng đang thường trực trong nhiều tài xế container như anh Võ Thành Trinh. Ngoài ý thức tốt như không rượu bia trong lúc lái xe,
Cách mà anh Trinh chủ động để đảm bảo an toàn cho mình là kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị trên container trước khi khởi hành. Bánh xe, phanh thắng và hơi mọt là một trong những yếu tố quan trọng nhất để vận hành tốt và đảm bảo an toàn khi xe lưu thông. Theo anh Trinh, đó cũng là một thứ văn hóa cần hình thành trong bản thân mỗi người tài xế. Kiểm tra tất xung quanh xe nè, vỏ lốp có cái nào bị xì, có nào bị lủng. Thứ hai nữa là trong thời gian mình không có mặt ở xe thì mình xem thử là những cái chốt của giữa cái lắp ráp giữa cái đầu kéo mình với cái móc á, nó có bị xung dịch ra hay không. Những cái dây hơi liên kết đầu cái với mọt nó có bị xê dịch không? Tại trong thời gian quá trình mình về bãi, mình dê vô bãi á, thì nó có thể có bị đó, mình kiểm tra trước. Cũng theo anh Trinh, ngoài những yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến mức độ an toàn, kinh nghiệm, thì kỹ năng ứng phó về các tình huống khẩn cấp của tài xế cũng góp phần không nhỏ đến việc hạn chế tối đa những tai nạn. Những tình huống gấp thì mình hoặc mình thắng gấp, hoặc mình nhìn bên nào mà chống mình sẽ giật bên đó, hoặc không có gây tính mạng của người khác. Tùy trường hợp mình giải quyết, thì giờ cũng không nói trước được chị. Tại nhiều khi xe máy, xe con, xe du lịch nó băng ngang thì mình gặp trường hợp nào thì mình cố gắng mình giải quyết. Thường là chỉ có phanh gấp hoặc tự mình tránh ra chỗ khác để tự mình chịu bản thân mình thôi, chứ không để ảnh hưởng tới người khác. An toàn giao thông là trách nhiệm của cá nhân và toàn xã hội. Câu nói kim chỉ nam của ngành giao thông sau 5 năm đã trở thành khẩu hiệu chung. Bởi lẽ, qua 5 năm thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, ngành văn hóa thừa nhận, nhận thức và ý thức văn hóa giao thông của người dân vẫn chưa thể cải thiện nhiều. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, đi không theo quy tắc giao thông hoặc thái độ văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông của người dân còn rất kém. Có câu là nhanh một phút mà chậm cả đời đấy. Ai cũng muốn là chỉ muốn nhanh cho mình thôi mà không nghĩ đến cái kết quả chung. Thế thành ra là đến khi có cái vấn đề xảy ra cái là lúc đấy là quay ra là có cái phản ứng với nhau. Rất là mất thời gian và cũng là mất đảm bảo an toàn giao thông. Đấy là một cái nét chưa gọi là nét văn hóa mà cần được điều chỉnh và khắc phục ngay những cái biểu hiện như thế. Còn đối với một số chuyên gia ngành giao thông lại cho rằng hiện tiêu chí văn hóa giao thông vẫn mang tính áp đặt chữ trách nhiệm. Tuy nhiên, phải xét đến khía cạnh, tham gia giao thông an toàn cũng là quyền của con người. Trong khi đó, việc giáo dục về quyền lợi và những chế tài cho người tham gia giao thông khi xâm phạm quyền an toàn của người khác còn thiếu và yếu. Hiện nay là cái đối tượng là học sinh trung học phổ thông và sinh viên là đối tượng lớn nhất, thì cái đối tượng này cần phải được là đưa đến những cái kiến thức cho họ nhiều nhất, và đồng thời như vậy là có những cái chế tài phù hợp trong nhà trường cũng như là trong các gia đình, để từ đó chúng ta tạo ra được một cái văn hóa giao thông đối tượng này. Cái đối tượng thứ hai chúng tôi cho rằng là cái lao động nhàn rỗi hiện nay ở các cái đô thị lớn, các cái cơ quan ở các cái tỉnh ấy, thì như vậy cái đối tượng mà cái lao động nhàn rỗi nó vào các cái thành phố lao động rất lớn, thì như vậy là cái đối tượng này cũng không được là rèn luyện về mặt là ý thức chấp hành. Và chúng ta cần có những giải pháp ở địa phương, ở chính quyền cũng như các cái liên hiệp hội như thế nào để chúng ta nâng cao ý thức cho đối tượng này. Trước tình trạng vô cảm của một bộ phận người dân hiện nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng hiện các tiêu chí định lượng và định tính về giao thông trong 5 năm qua đang có biểu hiện lỗi thời. Hiện nay, nhiều văn bản dàn trải, tăng gánh nặng về mặt pháp lý cho người dân, trong khi cái cốt lõi, các chuẩn mực về tham gia giao thông dường như vẫn chưa được xây dựng một cách khoa học và minh bạch. Những người mà làm cái công tác thực thi pháp luật đấy, đúng không nhỉ? Từ những người làm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đến những người làm công tác đăng kiểm, đến lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm. Những người đấy, họ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cái duy trì cái năng lực vận hành hệ thống giao thông an toàn. Đấy, thì chúng ta lại cũng phải xây dựng cái văn hóa an toàn cho cái đội ngũ đấy. Văn hóa giao thông của chúng ta ấy, mặc dù là Đảng nhà nước rất là quan tâm, chú ý rồi thì tuyên truyền giáo dục, nhưng mà một bộ phận không nhỏ những cái người dân tham gia giao thông họ vẫn chưa chấp hành và chưa theo kịp được những cái bước tiến của kinh tế. Tôi cho rằng đấy chính là cái mà do cái tâm lý tiểu nông, tâm lý của những người nông dân khi mà họ gọi là tham gia vào cái giao thông hiện đại, họ vẫn còn có những cái tính toán rất là tùn mùn. Họ thường thấy cái lợi trước mắt thôi, họ không thấy cái lợi lâu dài.
đúng không ạ? Họ có thể là tiết kiệm một chút xăng nhưng họ không nghĩ đến tính mạng mình hay cả cái xe bị hỏng. Ngay trong những ngày đầu năm 2019 đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó gây tai nạn do thiếu văn hóa giao thông, ý thức kém chiếm tới 90%. Do vậy, xây dựng văn hóa giao thông được xác định là sự thay đổi về ý thức, nhận thức, từ đó góp phần tạo nên những hành vi giao thông chuẩn mực. Không những thế, khi bộ tiêu chí ứng xử văn hóa giao thông được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong năm nay, cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao quyền và trách nhiệm của người tham gia giao thông, mang đến an toàn và hạnh phúc cho mỗi gia đình.